ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយថាមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងជំនាញជាមួយនឹងស្វាយបុកអំបិលរបស់យើងបាទហើយអញ្ចឹងគឺមិនអោយខាតពេលទេបងប្អូនមកអញ្ចឹងគឺបើចង់ស្រកទឹកមកអីអាចចូលមកបានបងប្អូនបាទហើយតោះចាប់ដើមមកចាប់ដើមខៀវបងប្អូនបាទលើកចាប់ដើមបើកអំបិលបើកអំបិលបង្ហាញបងប្អូនយើងមួយមើលដាក់មួយមើលបាទលក់មួយ
Swai nâng bà bôn tay cho lòng thả swai chạy nữa nè. Ở đây là bôn được đập thế nè. Mà cứ swai thông mà vì việc đập tới xui khác nhau của bôn. Mà bọn bốn này khám được phọ phọ bốn và cũng cứ xùm lên được nhỏ nhỏ trong đầu bốn mày đã con suối suối tránh dù miệng đau xóa đang sao mà bốn mà nhưng cứ ngày đang cứ dùng ở bạn bụng vào con anh thì bạn cứ tình một cái bay bỏ màu bằng bốn bạc này nhưng cứ nhỏ trong bốn ơi chào mọi người kêu bây giờ hãy tầm nôn thế này hô mẹ ông buồn đi bà lớn cứ bà hai bí vốn bụng hai bí nhưng chung chung này ắt hao tiền vốn ai hộ bàn chụp ảnh bỏ cướp bóng hồn bạn phải xui chanh nhá thôi đây mà bạn khao xe chạy chi tiết bóng hồn chết đấy chết bóng hồn này thân đi sợ tự mặt tàm bóng hồn này
bông bồn bà chừng cứ cất hộp phần này anh ba ok bông bồn bà chừng cứ video bà dưỡng bà chừng cứ xong bà chọc phần này chọc bà chừng cứ ở con trang bà chừng cứ chụp đẹp lý bye bye.